tại, một trong những đề tài hút view đang được các YouTuber triệt để khai thác chính là thử thách sinh tồn. Tất nhiên rồi, thế gian này liệu có điều gì quan trọng hơn là sự sống nữa cơ chứ? Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng tại sao một đứa trẻ chưa biết bơi lại có thể ngo lên mặt nước để níu lấy chiếc phao? Tại sao một cô gái ngày thường nhút nhát lại có thể nhảy xuống từ tầng 3 của tòa nhà? Hay tại sao giữa sa mạc mênh mông người ta lại tìm thấy nước uống? Đó là sức mạnh đầy kỳ bí mà tạo hóa trao cho chúng ta. Đó là những năng lực phi thường mà chỉ lúc lâm vào tình thế sinh tử thì mới xuất hiện. Người ta gọi đó là bản năng sinh tồn. Chỉ có điều, bản năng sinh tồn không phải là tấm bùa hộ mệnh được cấp miễn phí. Để vượt qua khe hẹp cuối cùng của cuộc sống thì dứt khoát con người không được phép sai lầm. Các bạn đang theo dõi điểm tuần của báo Nghệ An. Chúng ta vừa nhắc đến sinh tồn và câu chuyện về sinh tồn đã được tái hiện một cách kỳ diệu nhất có thể. Việc người phụ nữ 60 tuổi bị trượt chân ngã xuống vực sâu trên đỉnh Chùa Đồng thuộc núi Yên Tử và sống sót 7 ngày giữa rừng khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, hoài nghi, vừa cảm phục chúc mừng. Hành trình 7 ngày sinh tồn một mình dưới vực sâu là một câu chuyện có thật, chứ không hề hư cấu hay bịa đặt. Sống sót là một điều may mắn, song mấu chốt vẫn là người phụ nữ này có tâm lý vững vàng, phản xạ nhanh nhạy, bền bỉ chịu đựng, cũng như không bỏ cuộc, tích cực tìm sự trợ giúp và tự cứu bản thân mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ngày 27 tháng 4, bà Nguyễn Thị Bích Liên sinh năm 1963, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, bắt xe buýt đến Yên Tử. Sau khi lễ Phật và chiêm bái cảnh quan, bà xuống núi và định đi nhanh để theo kịp mấy tốp người phía trước, nhưng thấy mệt, ngồi nghỉ ngay sát lan can khu vực này. Khi đứng dậy, bà thấy chóng mặt, hoa mắt và ngã nhào xuống dưới. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong một cái khe. Khi đó có tiếng người, bà định đứng lên kêu cứu thì dẫm vào một túi rác và rơi xuống sâu hơn. 3 lần bị rơi, mỗi lần rơi lại càng xuống sâu hơn. Để duy trì sự sống, bà tìm túi ni lông che chắn gió mưa. Bà cũng chia nhỏ gói cơm cháy trong chiếc túi mang theo để ăn dần. Bà tìm nguồn nước trong các chai bị vứt xuống. Bà còn hái lá dương xỉ, củ lạc tiên để ăn. Đến ngày 3 tháng 5, khi cơm cháy, nước cũng chỉ còn một chút và đang định đi bới rác tiếp thì may mắn có người nghe thấy tiếng kêu cứu. Người đàn bà tuổi lục tuần vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần tâm sự. Dù có phần hoảng, nhưng nghĩ lại, trước ranh giới sống chết thì cứ cố gắng bảo toàn tính mạng và tìm mọi cách để sinh tồn, không thể đầu hàng như vậy mà phải trở về với chồng con. Không từ bỏ là ý chí bất di bất dịch trong tình huống sinh tồn. Câu chuyện là một tấm gương, bài học cho mọi người, nhất là giới trẻ về kỹ năng sinh tồn. Qua đây, cũng rất mong ban quản lý khu di tích Yên Tử sẽ lắp đặt lan can an toàn, kèm cảnh báo khu vực nguy hiểm, để trong tương lai chúng ta không phải chứng kiến những thử thách sinh tồn bất đắc dĩ như thế nữa. Để vượt qua khe hẹp cuộc sống một cách ngoạn mục như vậy, đều có những kiến thức rất cơ bản về sinh tồn. Dù rất không muốn khơi lại những nỗi đau, nhưng rõ ràng trong thời gian qua, liên tiếp hàng loạt vụ đuối nước của học sinh hết sức thương tâm. Cứ mỗi độ hè về, các vụ tai nạn đuối nước thương tâm thường xuyên xảy ra. Dù cảnh báo vẫn chồng lên cảnh báo, song đây là thực trạng đáng báo động trong công tác chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Sáng ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng huyện Yên Thành đã tìm thấy một thi thể bị đuối nước trên kênh đào thuộc xã Công Thành. Nạn nhân là nam sinh 17 tuổi, quê xã Minh Thành, Yên Thành, không may bị sẩy chân xuống sông đào. Trước đó, ngày 22 tháng 4, một vụ đuối nước xảy ra ở khu vực bãi bồi sông Lam thuộc xóm Suy Tân, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. 2 em học sinh, một lớp 8, một lớp 3 đã thiệt mạng. Tiếp đó, ngày 25 tháng 4, một vụ đuối nước thương tâm diễn ra tại đập Kha Giang, xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, khiến 4 học sinh của lớp 8D trường trung học cơ sở Nghĩa Lộc tử vong. Tại Nghệ An, do đặc điểm nhiều sông, khe suối nên cũng thường xuyên xảy ra tình trạng trẻ bị đuối nước. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra 5 vụ việc trẻ đuối nước thương tâm. Để nâng cao việc tuyên truyền phòng chống đuối nước, giảm thiểu tình trạng học sinh tự ý tắm sông suối, lãnh đạo sở yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước. Theo kế hoạch, trong tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống đuối nước và việc tuyên truyền về công tác này tại các trường. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo đối với các bộ ngành, tỉnh thành về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước với trẻ em học sinh. Ngày 4 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành về vấn đề này, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Thật xót xa phải không ạ? Mất mát là điều không ai mong muốn. Chúng ta chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến chuyện trang bị những kỹ năng để các em có thể vượt qua hiểm nguy. Thôi thì nỗi đau nào rồi cũng phải khép lại. Một mùa hoa phượng nữa lại về, với học trò thì phía trước là những mùa thi đầy thử thách, đặc biệt với các bạn cuối khóa thì còn là một kỳ thi đặc biệt.
Mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi. Do lần đầu tiên thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, nên để hạn chế tối đa sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi của học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các sở giáo dục đào tạo phổ biến hướng dẫn kỹ cho học sinh về một số điểm mới trong công tác tổ chức đăng ký dự thi. Bộ đồng thời đề nghị các sở giáo dục đào tạo, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến, cả đăng ký thử và đăng ký chính thức. Lý giải về việc thay đổi hình thức đăng ký dự thi từ trực tiếp sang trực tuyến, Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay việc này nhằm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ công quốc gia. Việc đăng ký dự thi trực tuyến đã được thử nghiệm từ những năm trước và thành công ở tất cả các địa phương. Thưa các bạn, người ta nói đường đời là một chiếc thang không nấp chót, việc học tập là quyển vở không có trang cuối cùng. Trong các thuật ngữ liên quan đến sự học thì có một từ thỉnh thoảng bị hiểu theo nghĩa xiên xẹo. Đó là từ học giả. Ai đó đang chơi chữ rằng học giả nhưng không phải học giả mà lại là học giả. Vâng, thật là hại não. Năm ngoái thì cư dân mạng sản xuất ra cụm từ bằng đại học Đông Đô thì năm nay lại có thêm cụm từ mới là tiến sĩ cầu lông. Đằng sau câu chuyện này là gì vậy? Vâng, sau đây là một góc nhỏ của câu chuyện đang đốt nóng cộng đồng mạng. Những ngày qua, dư luận xã hội cũng như báo chí đang sôi sục sau khi Thanh tra Chính phủ công khai kết luận về những sai phạm nghiêm trọng tại Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Dư luận té ngửa khi biết, trong 8 tiếng, một hội đồng khoa học có thể nghiệm thu đến 18 đề tài luận án tiến sĩ. Với cung cách thẩm định này thì câu khẩu hiệu mỗi người làm việc bằng 2 trở nên quá lạc hậu, phải cấp tốc sửa thành mỗi người làm việc bằng 20 mới sát với thực tiễn. Trên mạng xã hội còn lan truyền tấm bìa của công trình khoa học có tiêu đề Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La. Ban đầu cứ tưởng đó là hàng fake được lấy từ bản tham luận hội nghị thể thao cấp huyện nào đó. Điều lạ là không chỉ một mà có đến 10 nghiên cứu sinh làm đề tài liên quan đến môn cầu lông. Có lẽ không một lời bình nào có thể mô tả hết sự lạ lùng này cả. Có lẽ đây là lời giải đáp thỏa mãn nhất cho câu hỏi tại sao chúng ta lại được cư dân mạng đá xoáy là cường quốc tiến sĩ. Trở lại với chủ đề sinh tồn. Sinh tồn là năng lực cứu mình trong tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, với câu chuyện 30 phút duyệt sau một đề tài luận văn tiến sĩ thì có lẽ trời cũng không cứu được. Điểm tuần xin kết thúc ở đây. Và các bạn đừng quên mở TV và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng của bóng đá SEA Games. Kết quả trận đấu ra quân với Indonesia đã rút ra được nhiều bài học rất thú vị nhưng cũng chưa nói lên được tất cả. Phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Sau một điều chắc chắn, đội tuyển không thể thi đấu hưng phấn nếu thiếu đi sự cổ vũ nhiệt tình của 90 triệu trái tim Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.